Dạ, nhà thuốc An Dược, bài thuốc An Cốt 5, hẻm 325, xẹp 19, đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh. Dạ, xin chào em, là vui lòng cho anh biết họ tên, dạ, tuổi, số địa chỉ ở đâu. Dạ, em tên Quỳnh Thị Thanh, em ở ấp Minh 1, xã Minh Nam, Đức Hòa, Long An. Dạ, cái này vì sao mà em biết đến nhà thuốc của tụi anh? Tại vì em thấy nhỏ nó có người quen, người ta uống, người ta chỉ qua thôi, chứ em cũng không biết tới đây. Dạ, người ta chỉ. Bây giờ cái dấu hiệu của em là em bị đau làm sao đây? Em bị đau thoát vị địa điểm cổ, bác sĩ đi chụp em ra, bác sĩ nó bị thoát vị địa điểm cổ. À, là mình bị đau nay bao lâu rồi? Em đau thì nó lâu lắm, nhưng mà không biết là bị thoát vị địa điểm cổ, nên đi chụp em gai, bác sĩ mới nói em là bị thoát vị địa điểm. À. Rồi lúc trước là mình đau lâu lắm rồi mình đương điều trị ở đâu? Dạ không có điều trị đâu, cho nên em chỉ mua thuốc uống thôi. À. Tại vì người ta nói là bị đau quá cuộc sống, em cũng mua thuốc uống nhưng mà không thấy nó hết. Một bữa thấy nó nhiều quá mới đi chụp em gai thì bác sĩ mới nói là em bị thắt gì đi đệm cổ vậy đó. À. Rồi khi em đau có dấu hiệu em đau ở chỗ cái xuống cổ, cái lưng mình có đau không? Dạ đau lắm, nó đau ở chỗ gối không tới mà vừa vừa tầm gối tới này là nó đau dữ lắm. Rồi nó có lan tỏ ra hai bẻ vai, nó tê bì xuống cánh tay mình không? Nó, cái đó là nó cũng tê nhưng mà nó ít tê, nhưng mà nó đau lan hai cánh da nhiều. Rồi là em mới search lên Google, em mới tìm được là cái bài thuốc An Cốt Nam, nhà thuốc An Dược, hẻm 325, xẹt 19 của Duy Anh. Trong thời gian mà em uống thuốc á, mấy cái chỗ khác là bị đau lâu, uống 3 thuốc tây rồi sau thấy giảm dạ nó hết, cái nó bị tái lại. Rồi chị đau chịu quá không nổi, em chạy trên mạng đến nhà thuốc anh. Bây giờ em đến nhà thuốc anh là thuốc đi điều trị thoái hóa khớp, vị địa điểm, bình lồi địa điểm, chèn ép dây thần kinh, chèn ép bao mạng sống trên toàn cuộc sống đây. Là thuốc của anh là một liệu trình là vừa thuốc uống, là vừa câu giác và bài tập hướng dẫn sử dụng, là 3 phương pháp chánh. Khi mà em đến đây mà em muốn thuốc là có 3 phương pháp chánh, xong là nhà thuốc có hỗ trợ cho em chăm cứu và uống thuốc, lại là xong thuốc cho mình. Dạ. Mà trong thời gian em uống mới có một liệu trình mà nay được, em uống được nay mấy ngày rồi? Em uống nay được 4 ngày. À, bây giờ uống được 4 ngày mà cái trong cơ thể là cái tiến triển em 4 ngày, ví dụ là được là 10 phần hoặc 100%, nó giảm được mấy phần trăm rồi? Em uống bữa nay 4 ngày nhưng mà em thấy nó không còn đau nữa, nó chỉ còn hơi cứng cứng cái cổ thôi. Nó không còn đau nữa nhưng mà em thấy là giảm cỡ 80% rồi. À, 80%. Nên em mới qua để trị liệu. À, vậy là em uống trong vòng mới có 4 ngày. Dạ. Mà nó giảm được 80%. Dạ. À, vậy là giờ còn 6 ngày nữa, vậy là về mình uống tiếp. Dạ. À, ha. Rồi, dạ. Rồi bây giờ thứ nhất là em về nè, em hạn chế đi bộ nhiều, ngồi lâu, đứng lâu, bưng bê nặng. Dù em có ngồi việc trong văn phòng khoảng 15-20 phút, em đứng dậy, em thư giãn, em tập thể dục. Nhớ là hạn chế là tắm đêm ha, là ngủ xong quạt máy, với lại đừng có cho cái máy lạnh xông vào ngay cơ thể của mình. Bây giờ cái đây là chúng anh là bên nhà thuốc chúng anh là hẻm 325 xẹt 19 đường Bạch Đằng phường 15 đây. Tụi anh có hai cơ sở, một ngoài Hà Nội, một cơ sở là Tâm Minh Đường là Khương Đình Hà Nội, một cơ sở số 1, còn đây là cơ sở 2 của anh, là cùng một bài thuốc của An Cốt Nam. Bây giờ là anh cảm ơn em Quỳnh Thị Thanh, hôm nay bà sinh năm 1971, đã tin tưởng và tìm đến bài thuốc An Cốt Nam, nhà thuốc An Dược của anh. Rồi điều trị là em uống mới có 4 ngày mà nó giảm được 80%, thì còn 6 ngày nữa em cố gắng uống thuốc và giữ gìn sức khỏe. Một lần nữa mà bài thuốc An Cốt Nam, nhà thuốc An Dược, hẻm 325. Và cảm ơn em đã tin tưởng và đến nhà thuốc anh điều trị. Anh mong em và mau khỏi bệnh và lành bệnh. Em nhớ khi mà mai mốt em hết bệnh rồi, em vẫn duy trì bài tập thể dục, em tập thường xuyên nha. Có thể là sáng em tập 25-30 phút, chiều em tập 25-30 phút. À, giờ một lần nữa bài thuốc An Cốt Nam, nhà thuốc An Dược. Và cảm ơn em là nhìn chào em và chúc em. Cảm ơn y bác sĩ ở đây. Em tới đây uống mới có 4 ngày mà em thấy nó giảm đau, nó không còn đau nữa. Rồi. Nó chỉ còn mỏi em thôi. Dạ. Vậy em cũng cảm ơn nhà thuốc nhiều. Dạ. Dạ, em cũng tiếp tục điều trị cho nó hết hẳn luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ, rồi. Dạ, nhà thuốc An Dược, bài thuốc An Cốt Nam. Cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn em đã biết đến nhà thuốc anh và điều trị. Mong em mình phục. Dạ, cảm ơn em.